chào cả nhà nha. Hôm nay em sẽ ăn bún lòng cả nhà. Mời cả nhà ăn cùng em nha. Ăn nước mắm thần thánh của em nha mọi người. Ngon, ngon, nách nó giật giật. Thank you.
Ở nhà mình ơi, video của em đến đây đã kết thúc rồi. Em cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của em nhé. Mọi người yêu quý em thì cho em một nút đăng ký, tim và yêu thích nhà mọi người chia sẻ video em nha mọi người. Em cảm ơn mọi người nha. Bye bye.